Rồi, chào bạn. Video này mình sẽ giới thiệu và nói một chút về cái Windows 10 Home phiên bản S1 và hướng dẫn các bạn cách switch sang chuyển sang Windows 10 Home bình thường. Thì ở chế độ Windows 10 Home S1 này thì các bạn chỉ cài được những cái app ở trên store của Microsoft chứ không cài được những app bên ngoài. Đây mình ví dụ, các bạn chạy một cái file setup bình thường chẳng hạn. Đây ví dụ mình cài một cái Win ra thì nó sẽ không cho mình cài và bắt mình sử dụng những cái app ở trên Microsoft thôi. Thì cái này đầu tiên với những cái sản phẩm tại Hà Lạc bán ra thì nó trang bị sẵn cái Win bản quyền rồi. Các bạn chỉ cần kết nối Internet là nó sẽ tự động active. Đó, kết nối Internet rồi. Các bạn search cho mình là cái Switch, đây, Switch Out hoặc M1. Windows họ cũng trang bị sẵn luôn để các bạn mới thoát khỏi cái chế độ S mode này. Đây, đó, nó sẽ tự động active luôn. Và các bạn vào phần store này. Trong đây thì các bạn cần đăng nhập, các bạn cần đăng nhập cái tài khoản Microsoft của mình. Đó. Khi bạn đã nhập được thì các bạn sẽ switch sang được và cái này hoàn toàn miễn phí. Rồi xong. Đó, mình kiểm tra lại cái phần thông tin. Đây, thì đã chuyển sang Windows 10 bản bình thường và các bạn sẽ cài đặt những cái app file setup một cách bình thường như những cái hệ điều hành khác. Đó, rồi, ok, cảm ơn.